À, đến với video thứ hai chia sẻ vườn cảnh nhà ông Phạm Công Bình ở xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh gửi cho các bạn hình ảnh đầu tiên, đó là một tác phẩm sung. Tác phẩm sung có đường kính gốc và quãng độ 7-80 phân. Và đúng thời điểm này những trái sung đã đang chín rực rỡ. Mỗi đợt thằng ta quả gốc không nói gốc nhìn thì biết đi gốc cái chủ không đứng gốc cây thì biết chủ là ai. Chủ có trong màn hình rồi lo chứ chủ quảng cáo gì nhỉ? Phạm Công Bình rồi thì có. May là đến một giờ sống lại là mỏng mẻ cẩn thận, may là không chặt vết nọ chặt vết hết rồi còn bản nguyên cái thân cũng không có lại này mỏng mẻ quá rồi rồi vết cái mẻ đây chúng tôi phần nhẹ chặt vết tiếp tục cái đu quay này không ạ. Và với video trước tôi đã giới thiệu với các bạn về cây xanh đu quay nhà ông Phạm Công Bình. Với video này chúng ta lại được tiếp tục được chia sẻ một tác phẩm xanh đu quay mà ông đang làm dần hoàn thiện ở phần tay tán. Trước hết tôi chia sẻ với các bạn cái thân bệ. Anh dừng lại đi, dừng lại. Đây là một tác phẩm xanh ôm đá đặt trên đu quay với cái vóc dáng cốt cách của tác phẩm xanh rất là tuyệt vời. Phần thân bệ như thế này. Quay phía ngược lại đi. Sau một thời gian nữa khi tay bồng hoàn chỉnh thì đây là một tác phẩm xanh rất là nghệ thuật. Ôm đá đấy. Vâng. À, đến phía bên kia anh giới thiệu tiếp với chúng tôi một tác phẩm xanh đu quay nữa, là tác phẩm thứ ba trong vườn nhà anh. Với tác phẩm này cũng ở trong cái tình trạng là anh đang làm hoàn thiện nốt phần phần mái để cho bóng dáng được đẹp hơn, nhưng chúng ta cũng quan sát cái phần bệ tay cành của tác phẩm. Anh đi dừng lại để tôi lấy zoom lại đây. Anh đưa lên bệ đá tác phẩm này lâu chưa? À, đây tôi thì cái này tôi mới đưa lên được 2 năm nay thôi. Vâng. Rồi anh quay từ từ đi. Đấy, anh giữ lại cái mé này nhé, dừng lại nhé.
À, tôi xem cái vai này, chia sẻ với các bạn cái vai phía bên này. Rồi. Anh quay hướng ngược lại đi. Và đây là phía ngược lại của phần thân bệ. Rồi anh dừng nhá, để tôi lấy cái điều chiều sâu này. Bây giờ nha, anh đi từ từ đi để chúng ta cùng nhau quan sát. À, vậy là một thời gian nữa để chờ bông tán lên, ông Bình sẽ làm nốt cái phần mái cho hoàn chỉnh. Hai tác phẩm xanh đu quay ở video này tôi đã giới thiệu với các bạn. Trong khuôn viên vườn cảnh của ông Phạm Công Bình có một số những cái tác phẩm hoa cây cảnh. Đây là hai tác phẩm cúc mốc. Những cái chậu cúc mốc và có tuổi đời cũng tương đối cao rồi. Vì tôi được biết là ông Bình chơi những cái chậu cúc mốc này trong khuôn viên nhà ông cũng phải mười mấy năm trời rồi. Tác phẩm Duối. Và đấy, tác phẩm Mai Chu Thủy. Một số những cái tác phẩm bonsai mini anh ông Bình kê phía trước của hòn non bộ. Đây là xanh trực quyền. Tác phẩm xanh bonsai mini và Mai Chiếu Thủy. Mai Chiếu Thủy. Vâng, bonsai mini. Phía sâu ngoài kia ông còn rất nhiều cây nhưng mà đó là những cái tác phẩm mà ông đang ấp ủ, bây giờ vẫn ở cái diện là còn phải chờ đợi, còn phải làm tiếp. Chúng ta cũng chỉ quan sát cái bóng như thế này thôi. Tại đây có một gốc mộc. Gốc ngọc. Vâng. Ôi, đường kính cũng tương đối lớn nhỉ? À, cây này của tôi thì gốc của nó đường kính thì được 20 đấy, vành 60. Vâng, vành 60 thì đường kính 20. À, chú ơi, thân của nó hơi thấp. Này khách đã chạm 32 triệu. 32 triệu. À, tôi đòi 40. Ông đòi 40, người ta trả 32 triệu rồi. 32 triệu. Thì gốc này nó quá già. Gốc này tôi lấy lại. Ông gác mấy cái xốp kia để cho nó tẽ cành ra đây. Không, đấy là đấy. Nên để cái đợt trước là nó lấy xong là. Các cháu nó đem nó gài lên ấy mà. Gài lên đấy, cái lúc quay phim nó phải bỏ ra. Người ta sẽ hỏi tại sao là có cái xốp ở trên này.
cháu nó đem tôi cứ nghĩ là ông chèn vào để cho cái cành nó tỏa ra cho nó khỏi quắp vào. Bản thân cái tán cây này đã rộng rồi. Vâng. Tất cả những cái vật thể xung quanh cạnh những cái tác phẩm bonsai mà mình muốn chia sẻ nó đều phải sạch sẽ và đều theo được cái sự sắp đặt sẵn. Chúng ta cùng nhau quan sát cái bóng của tác phẩm mộc đấy. Đến bây giờ đứng ở đây chia sẻ thì cái bóng thì lại bí khuất cây xanh nhỏ đấy. Cây mộc cũng tương đối cao, cũng phải tầm khoảng trên 4 mét. 4 mét, vâng, trên 4 mét. 32 triệu. Ông chưa bán, ông đòi 40. Qua cái thông tin này chúng ta cũng được biết. Cái non bộ này, hòn đá này là tôi mua trong núi, là hòn đá nguyên bản. Vâng, tức là một liền khối đấy. Vâng, liền khối. Vâng. Nguyên bản, không mài rũa gì. Hoàn toàn do lũa mạch tự nhiên. Vâng, lũa mạch tự nhiên. Tại đây tôi thấy ông có một bệ xanh được ôm đá. Đây là đá thấm thủy đúng không? Vâng, đây là đá thấm thủy đấy. Vâng. Cái này tôi đưa lên đây cũng được gần chục năm rồi đấy. Vâng. Viên đá đã được đặt trong một cái bể nước lớn như thế này. Cũng nói về xanh ôm đá, chúng ta lại thấy ở vị trí ngay sát cổng ra vào nhà ông Phạm Công Bình có một tác phẩm xanh. Ông ém vào một viên đá và đã bệt như thế này. Đầu con ngựa này. Vâng. Bây giờ ơi. Cái này tôi đưa vào đây được 14-15 năm rồi. Vâng. Đây cũng là một cái viên đá nguyên bản. Vâng, với hình ảnh tổng thể không gian khuôn viên vườn cảnh ông Phạm Công Bình, Đỗ Sinh cũng xin dừng video tại đây, kết thúc hai video chia sẻ không gian vườn cảnh nhà ông Bình, xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đỗ Sinh xin cảm ơn ông Phạm Công Bình, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.